Đâu rồi, bóng đâu rồi? Tiến lên đi. Nào. Gồ xuống đây, idol xuống đây. Bóng đâu? Nó đang đây rồi. Kia. Hai boy bánh bèo này. Nào xuống đi, idol xuống đi. Rồi tiến lên. Còn có 3 mét, 2 mét nữa thôi. Nào. Này ego này chuyên làm cái kiểu này, trườn xuống cái này. Đó. Tốt. Nào đấy, thấy không? Thấy cái bài chắn đường ăn cướp không? Nào. Ego không chơi cái bài đấy được đâu nhá. Hai đứa vào đây. Rồi mình ném tiếp đi, ném xa vào. Khi mà có hai thằng là khả năng là nó sẽ phi xuống đấy. Xuống lấy đi, tiến lên, tiến lên. Phải rồi. Giỏi. Tiến lên. Đúng rồi. Nào sao ego lại quay đầu, idol giỏi lắm. Thôi ego vào đây đi, không chơi chắn đường hết đâu. Rồi, idol giỏi lắm. Ờ. Rồi nào, ego ơi, ra cái chỗ đấy nó trơn. Xích vào đây, xích vào chỗ mé đằng này đi. Hai đứa quay lại ơi. Nào ego xích đây nè. Kìa, con idol nó bơi xa tít mù kìa. Thanh niên cứ chờ bóng trôi vào mé bờ. Mi ngồi đấy trông đồ cho anh nhá. Idol giỏi lắm, idol biết bơi ngon lành rồi đấy. Xả quá. Tiến lên. Quả này mà bơi mà có tới nơi được nó mệt lắm. Ném quả này xa quá. Ném này phải để cho Pila với mẹ Siro cũng quay đầu luôn, bởi vì nó xa quá. Thế thôi, nhưng mà nước xuống dưới nước nó mênh mông lắm. Lên. Tiến lên. Thế vào đây nghỉ tí đi. Vào đây một tí, cho trôi vào một tí rồi thôi. Xa quá. Ego xuống đi. Đúng rồi. Mẹ mày, cứ phát nào xuống là dáng mông phát đấy. Xuống dưới chơi đi, xuống dưới nước chơi, không lên bờ. Không phải ai người ta cũng như mình đâu. Người ta nhìn người ta kinh vỏ sừ ra mẹ. Nào được rồi đấy, idol ra đi. Bóng kìa. Lấy cái gì đấy để ném để cho nó định hình mục tiêu. Rồi, hai thằng có kiểu xuống giống nhau rồi đấy. Rồi, tiến lên đi. Tiến lên. Lấy đi, ego lấy đi. Idol không lấy, ego lấy đi. Ra lấy đi. Đừng có rủ nhau lười. Phải rồi. Tiến lên. Tiến lên. Úi trời, mẹ gần đến nơi rồi, ông còn quay đầu. Trời ơi. Đằng sau. Đằng sau đâu? Hả? Ego được đi bơi trước mà ego toàn thế này thôi. Toàn là con Siro nó nhạt thôi. Ra lấy đi. Giỏi. Ok. Rồi, ego giỏi lắm. Rồi, ném cho ego tiếp phát gần đây nè. Ego đưa đây anh ném cho. Rồi, nhả ra. Giỏi lắm, ok, tiếp phát nữa nhá. Này, này. Ego ơi. Xuống lấy đi. Vừa mới gạ được mấy phát cũng chỉ ở tầm này thôi. Ngoái ngoái ra gần gần cái quay đầu như này. Ai cũng đồ ra một phát ra ăn ngay. Tiến lên. Tiến lên. Rồi, tiến lên. Đúng rồi. Rồi, phải rồi. Rồi. Tốt. Rồi, ego ngoan quá. Rồi. Giờ tí nữa hai thằng bơi thi. Nhá. Nào, ego đưa đây cho anh, ném tiếp.
Ờ, ngoan lắm. Không, không có rành rạt nào, yên nào. Hai thằng nhìn ơi, hey, đâu rồi? Đúng rồi nào, đây đây mà. Chơi xuống trước hả? Idol xuống trước hả? Được rồi, chấp nhá. Đây. Hey. Đây này, 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 này. Xuống đây. Phải rồi, xuống luôn. Nhanh. Tiến lên. Nào, Ego tiến lên. Cũng cổ vũ idol đi. Tiến lên mà. Ego tiến lên. Tiến lên. Nào. Tiến lên, tiến lên cơ mà. Đúng rồi. Này là ông lại đứng với chân đúng không? Ông đứng với không là với không tới nữa rồi. Đằng trước cơ mà. Không phải cạy người dài. Bơi chứ không có đi bộ. Nào, ra lấy đi. Phải rồi. Tốt. Ok. Ok. Rồi, Ego ngoan lắm nhờ. Đưa anh Minh ném nào. Đây. Nhìn hai thằng này nhìn mới thấy mặt giống nhau đúng không? Giống nhau cả đấy chứ. Rồi ra lấy đi. Còn đừng ném ra đằng đấy, ném đằng này. Ném đấy tí nó lên bậc kia kìa, nó trơn. Rồi. Thôi Ego vào đây, không chơi cướp giật. Rồi, tiến lên. Đây. Đây. Yumi ơi, Mi. Lên ghế trong đồ. Mi. Lên. Lên. Không để nó nhiều. Rồi, ngồi đấy. Tiến lên. Tốt. Rồi vào đây. Bơi thẳng đi, đừng bơi đứng. Phải nhảy xuống cứu là mệt lắm. Hôm nay em đã bơi đã tốt hơn, nhưng mà vẫn còn đang hơi mất sức. Ok. Giỏi. Mệt chứ, thôi cho nghỉ tí. Thực ra cái quãng bơi nó thế nhưng mà nó dài lắm. Chứ nó không có phải. Nó tạt vào nhỉ? Ông nào ấy mà phải nhảy xuống nước bơi rồi thì mới biết. Vâng. Là cái quãng một cái quả bóng của mình ném thế nhưng mà nó dài lắm. Trời. Hấp nhờ. Mặt Ego đâu rồi? Mặt đâu? Ego. Ok.